Thưa quý vị, chiều ngày 19 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Tây Ninh năm 2024 với chủ đề phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia chuyển đổi số. Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bí thư tỉnh đoàn Nguyễn Thanh Tùng đồng chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh về vai trò xung kích của lực lượng thanh niên trong tham gia chuyển đổi số. Đây là lực lượng năng động, sáng tạo, nhạy bén, làm chủ khoa học công nghệ, tạo sự bứt phá, giá trị mới trong chuyển đổi số. Chương trình thu hút thanh niên trên địa bàn tỉnh tham gia. Tại buổi đối thoại, thanh niên tỉnh Tây Ninh đã được giải đáp thắc mắc về các giải pháp để đảm bảo an toàn an ninh thông tin trước vấn đề an toàn an ninh mạng, nguy cơ rủi ro tăng cao do xu thế kết nối số và sự phổ cập của thiết bị công nghệ số. Giải pháp ứng dụng công nghệ số trong việc quảng bá du lịch tỉnh Tây Ninh, bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật dân tộc, quảng bá xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm, giới thiệu sản phẩm tại các sàn thương mại điện tử.